Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày quý Dậu tháng kỵ Sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thanh long, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc minh đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc bạo quang, giờ tân dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc câu trần, giờ bính thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thiên hình, giờ đinh tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc chu tước, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc bạch hổ, giờ nhâm tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao, giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ. vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, kiếm phong kim, ngày quý dậu tức chi sinh cho can, có nghĩa là kim sinh cho thủy và ngày hôm nay là ngày cát. vài nạp âm, kiếm phong kim, kỵ tuổi, đinh mão, tân mão, ngày thổ hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày giàu lục hợp với thìn, tam hợp với xỉu và tỵ thành kim cục, xung với mão, hình dậu, hại tuất, phá tí, và tuyệt dần. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi đinh mão, tân mão, đinh dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi. Và các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ, tốt mọi việc nhất là cưới hỏi, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao xấu trong ngày gồm có, sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao thụ tử, xấu mọi việc, sao câu trận, kỵ về an táng, sao cô thần, xấu đối với cưới hỏi, sao lọ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính tây. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với ba tuổi Tý cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý ngọ mạo dậu cho nên với bạn tuổi Tý đang có điểm báo gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tiếng nói chung với một người nào đó và dù với bà tuổi tí cố gắng tỏa ra nhạy cảm, khéo léo trong cách ứng xử đi chăng nữa, có thể là người đó không trong tâm trạng muốn giao tiếp. Vậy thì mọi cố gắng của bạn cũng trở nên vô ích, bạn hãy chờ đợi tới một khoảng thời gian khác sẽ thích hợp hơn với mình. Tiền bạc hay bất cứ thành quả nào với bạn tuổi Tý có được trong ngày hôm nay là nhờ vào thiên tài đưa tới cho bạn có sự may mắn. Thế nên, với bạn tuổi Tý đừng có khoe khoang những hiểu biết của bản thân mình nếu như không muốn bị người khác chê cười. Và với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, mang lại cho bạn mệnh có được chỗ dựa về tinh thần rất chi là tuyệt vời. Bạn hãy nhẹ nhàng nói ra những điều kiện khiến cho bạn cảm thấy khó chịu buồn bã hay là đau lòng để cho nửa kia hiểu rõ được tính cách và con người của mình hơn. Vài từ vi tuổi giáp tý thuộc kim hãy thử suy nghĩ sâu sắc về vấn đề mà ai đó gợi ý cho bạn. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy chớ nên tỏa ra rằng mình biết hết mọi thứ trên đời. Từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa càng nói nhiều bạn càng bất lợi. Từ vi tuổi canh tý thuộc thổ có mối quan hệ tốt đẹp được gắn kết. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc đừng quan trọng hóa mọi vấn đề không có ích gì đâu và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cát tường màu đen màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Mão tuổi Dần từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Sửu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp Tỵ Dậu Sửu phù trợ cho nên với bà tuổi Sửu cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay rất chỉ là hanh thông thuận lợi không có gì ngăn trở được tình cảm của hai người đối với những bạn đang còn độc thân thì có được nhiều lời mời hẹn hò đòi hội bạn phải biết cân nhắc và lựa chọn bằng việc lắng nghe cảm xúc của mình. Tuy nhiên trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu bạn lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi sửu đang có điểm báo khó có thể làm được việc gì với cường độ cao hay áp lực trong ngày hôm nay. Nếu bạn càng cố làm, càng dễ sẽ ra sai suốt mà thôi. Vì vậy, với bạn tuổi xỉu, nên xin phép để được nghỉ ngơi sớm sẽ tốt cho bạn hơn. Bên cạnh đó, ngày thứ hai này với bà tuổi xỉu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy đang dần được cải thiện khi bạn ý thức hơn trong việc chăm sóc cho bản thân, cho dù có bận rộn đến đâu đi nữa. Và bạn cũng hiểu rằng nếu cả bạn còn không trân trọng bản thân mình và yêu quý bản thân mình thì ai có thể làm điều đó thay cho bạn được. Vài từ về từ vi tuổi ất xỉu thuộc kim, bạn đang có tác động tiêu cực lên ai đó. Từ vi tuổi đinh xỉu thuộc thủy, càng suy nghĩ tích cực trong ngày hôm nay, càng bớt thiệt hại hơn với bạn. Từ vi tuổi kỷ xỉu thuộc hỏa, đừng quá mơ mộng, hãy nhắc nhở bản thân mình cần phải thực tế hơn. Từ vi tuổi tân xỉu, thuộc thổ, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Vì lời nói vô tình của ai đó, từ vi tuổi quý xỉu, thuộc mộc, đừng có níu kéo quá khứ, đã không còn nữa. Và đánh giá của bà tuổi xỉu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi tuất Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này với ba tuổi dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi dần đang có được nền tảng kiến thức vững chắc, bạn tỉnh táo hơn trong các quyết định liên quan tới tiền bạc. Nhờ đó mà trong ngày hôm nay với bạn mệnh tuổi dần, để giành được một khoản kha khá, tránh tiêu xài hoang phí cho những thứ không xứng đáng. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc, nhắc nhở bạn mạnh tuổi dần nên tránh nói những lời chỉ trích hay là chê bai đối với đối phương nếu không muốn chuyện tình cảm của mình đi vào bế tắc sẽ có người nói những lời ngôn ngoạt chăm sóc người ấy họ cho bạn nữa đấy và ngày này đối với bạn tuổi dần là ngày 13 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi răng lợi bàn chân và gan vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mộ xỉa châm chích ở các vị trí này. Về từ vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, có ai đó nói ổn, nhưng thực sự lại không ổn chút nào. Từ vi tuổi bính dần, thuộc hỏa, hãy nuôi dưỡng ý chí kiên định của mình bằng nền tảng kiến thức tốt. Từ vi tuổi mậu dần, thuộc thổ, càng phụ thuộc người khác bạn càng khó chịu, tử vi tuổi canh dần, thuộc mộc, công việc diễn ra như mong đợi và kiểm soát được tình hình. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc kim, đừng ngại, nhận sự hỗ trợ của người khác. Và đánh giá của bà tuổi dần trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mão thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mão trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọ mão dậu nhắc nhở bạn tuổi mão chớ nên áp đặt những cảm xúc mạnh mẽ của mình lên những người xung quanh bởi vì mọi người có một quan điểm sống một cách nhận thức và phản ứng khác nhau và tốt nhất là bạn nên cho mình thời gian để tự xoa dịu bản thân và hướng tới những điều tích cực hơn trong đời sống của mình và với ba tuổi Mão mong muốn là được chia sẻ với ai đó những suy nghĩ mong đợi ý tưởng của mình Tuy nhiên trong ngày lại đang có sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh cho thấy không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn thực hiện những điều đó. Bạn nên nhớ rằng quan sát và xem xét họa có lắng nghe bạn hay là có những tâm tư riêng như thế nào. Giao tiếp luôn luôn là con đường hai chiều, đừng có quên điều đó bạn tuổi mão nhé. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi mão lại đang gặp ngày có ngộ hành xung khắc cũng không tốt cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này. Và tốt hơn hết là bạn nên tránh việc thức khuya hoặc là ăn uống quá nhiều chất kích thích cũng như là chất của còn, có ga, ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe của mình vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy đừng hẹn hòa quá nhiều nếu không bạn sẽ thất hứa nhiều người tử vi tuổi đinh mão thuộc hỏa nên lạ quên đi những gì đáng quên tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ có những điều bạn không hy vọng lại tới tử vi tuổi tân mão thuộc mộc mối quan hệ với mọi người khá chi là dễ chịu và hài hòa tử vi tuổi quý mão thuộc kim có tin vui liên quan tới người thân trong gia đình và đánh giá của bạn tuổi Mạo trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phụ trợ tuổi Mùi, tuổi thân. tử vi tuổi thìn thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này bạn trở nên điềm tĩnh hơn nhờ tác động của ngũ hành lục hợp. Bạn mệnh tuổi thìn cư sự hài hòa, dễ chịu hơn với mọi người và không dễ dàng bị tác động bởi những lời nói ra, nói vào của những kẻ đang ganh tị với hạnh phúc mà bạn đang có. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cho nên, có rất nhiều việc diễn ra ngày hôm nay và bạn tuổi Thìn, bạn không nhất thiết phải can dự vào một phần trong đó, bạn nên dành thời gian để thiêu đuổi những đam mê cá nhân là hơn, tránh xa những vấn đề rắc rối không liên quan đến mình, chính là cách để cho bạn có được một ngày thực sự là dễ chịu bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tử thìn bạn lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tử thìn trong ngày hôm nay lại rất chi là tốt đẹp tình cảm của hai người đã có được sự thấu hiểu bạn vẫn luôn cho đối phương một khoảng trống để có thể tự do làm những điều mình thích vì thế họ càng hiểu và yêu bạn nhiều hơn vì ở bên bạn họ vẫn được là chính mình và từ vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa, cuộc sống có được nhiều thú vị. Từ vi tuổi bính thìn thuộc thổ, đừng có vội đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài của họ. Từ vi tuổi mậu thìn thuộc mộc, tình cảm có được sự hài hòa vì đã có được sự thấu hiểu lẫn nhau. Từ vi tuổi canh thìn thuộc kim, không may mắn về tiền bạc. Từ vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy, mọi người đang hiếu kỳ về bạn thế thôi về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 5 số 7 giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi Sửu Từ vi tuổi tỵ thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với ba tuổi tỵ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cho nên cái chuyện tình cảm của bạn tuổi tỵ trong ngày hôm nay đang diễn ra rất chi là tốt đẹp nhanh hơn và bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình Do đó, bạn nên cố gắng mở lòng và hẹn hòa trong thời gian này. Và lúc này, cái chuyện tình cảm đôi lứa cũng đang có được dấu hiệu cải thiện đáng kể khi hai người chịu lắng nghe nhau nhiều hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi tỵ bạn lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh cho nên công việc và sự nghiệp của bà tuổi tỵ đang diễn ra một cách rất chi là hanh thông, thuận lợi. Có những kế hoạch bạn tưởng rằng như mình không thể làm được, nhưng ngay sau đó lại có được sự hỗ trợ của quý nhân và giúp cho bạn giải quyết được ổn thỏa mọi việc. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này, đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có kim khác với họ. Cái điều này cho thấy, với bà tuổi tỵ đang có điểm báo không vui liên quan tới chuyện tiền bạc. Bạn bệnh phải chi tiêu khá chi là nhiều, ngoài những khoản dự tính, tuy là những khoản nhỏ thôi nhưng ảnh hưởng khá nhiều tới tình hình tài chính chung của bản mệnh. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ đừng hỏi ai khi chính bạn đã có câu trả lời. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ sự im lặng của bạn không được đánh giá cao. Tử vi tuổi kỷ tỵ cuộc mộc, tránh điều tiếng bằng cách không cho người khác biết quá nhiều. Từ vi tuổi Tân tỵ thuộc kim, hãy biết đủ và đừng quên cố gắng. Từ vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, không nên bỏ cuộc khi bạn gần tới đích rồi. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi tỵ. Từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi ngọ thể hiện được sự xuất sắc của bản thân mình nhưng bạn mệnh tuổi ngọ cũng nên nhớ rằng kiến thức là một đại dương rộng lớn chẳng ai có thể hoành hoang rằng mình biết được tất cả và bạn hãy dành thời gian tích lũy thêm kiến thức vốn hiểu biết điều đó có ý nghĩa với bạn hơn rất chi là nhiều Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc hỏa nhắc nhở bạn mệnh tuổi ngọ nếu không muốn rộng túi thì bạn nên tính toán chi tiêu cho những khoản cần thiết, đừng có thích gì mua nấy hoặc là đặt hàng online quá nhiều, đến lúc trả tiền thì bạn lại không còn đồng nào nữa. Ngày thứ hai này đối với bà tuổi ngọ, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành những công việc về sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim, nỗ lực của bạn trong ngày hôm nay không được ghi nhận. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc thủy, hãy bình tĩnh vì bạn cần nhiều thời gian hơn nữa. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc họ, đôi khi bạn đang lãng phí thời gian vì có những suy nghĩ luẩn quẩn. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ, giúp đỡ ai đó sẽ mang lại cho bạn có được sự may mắn. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc, đảm bảo quyền riêng tư của bạn sẽ tốt hơn vào lúc này. Và đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mùi. Từ vi tuổi mùi, thứ hai, ngày 25 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi ạ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi mùi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ và dù đó là sai lầm hay là thành công đi chăng nữa thì bạn của ngày hôm nay đã khác rất nhiều so với ngày hôm qua rồi bạn đừng có ngại ngần nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai với những thiện trí tích cực hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay lại đang có phần được tốt đẹp. Bạn tuổi mùi đã thực tế hơn trong việc nhìn nhận vấn đề và đã đến lúc bạn hiểu ra rằng mối quan hệ tốt đẹp không phải lúc nào cũng bình yên, không xảy ra sự tranh luận và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi mùi nếu như bạn xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng đông nam và tài thần hướng chính tây hai hướng này sẽ giúp cho công việc của bạn có được nhiều sự thuận lợi và may mắn về từ vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, đừng có xem nhẹ những chi tiết nhỏ nhặt, từ vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn, từ vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, sự nôn kiếm của bạn đã được bộc lộ, từ vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, có những vấn đề cần phải ngồi lại bên nhau, từ vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, đừng có tỏ ra biết thứ mà bạn không chắc chắn. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi Thân thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi thân á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cho thấy những ngày cuối cùng của năm với bà tuổi Thân đang có được cơ hội để hàn gắn lại những tổn thương ở trong lòng sau tất cả những rắc rối muộn phiền của năm vừa qua đây là lúc xóa bỏ những cách giận, buộn phiền và hướng tới những mục tiêu tích cực, đẹp đẽ hơn trong đời sống, trong năm mới cận kề với bạn tuổi thân nhé. Cũng có những chuyện khiến cho bạn tuổi thân không hài lòng, lại thêm ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh. Cho nên với bạn tuổi thân đang có những trăn trở suy nghĩ về nó rất nhiều. Vậy thì trong ngày hôm nay là cơ hội để cho bạn tuổi thân nhìn nhận lại mọi việc và tìm hướng thay đổi nếu như có thể bạn đừng có trách giận bản thân mình vì những việc không thể xoay chuyển được. Bạn hãy nghĩ đến những thứ bạn sẽ làm được trong tương lai thì tốt hơn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi thân, bạn lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, dự báo không tốt liên quan tới sức khỏe của bạn mình. Vì thế, bạn không nên tham gia các hoạt động ngoài trời quá nhiều, kể cả là đi bộ hay là chạy bộ thì bạn cũng nên tập vừa sức không nên cố gắng tranh thua lại ảnh hưởng tới sức khỏe của mình về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy yêu bản thân hơn bạn sẽ đạt được nhiều điều tuyệt vời hơn tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa có những thay đổi có lợi vì thế bạn đừng có kêu than tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên tự tin thể hiện cá tính của mình tử vi tuổi canh thân thuộc mộc dễ gặp chuyện bạn không thực sự ưng ý tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim không phải lo nghĩ quá nhiều Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân. tử vi tuổi dậu thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dậu trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngộ hành dậu dậu tự hình cái điều này khiến cho bạn tuổi dậu đang có sự cả nghĩ làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi trong ngày hôm nay có lẽ với bà tuổi dậu vừa trải qua một cuộc cãi vã mau thuận với ai đó và những chuyện nhỏ nhặt đó khiến cho bạn suy nghĩ không thôi bạn hãy bao dung hơn để có thể bỏ qua những chuyện không đáng với mình và hôm nay với bà tuổi dậu đang có được cơ hội tuyệt vời cho một trải nghiệm thú vị và bạn đang nhờ được thực thần đưa tới cho bạn đó có thể đơn thuần là một chuyến đi với ai đó hoặc là chuyến du ngạn trong tiềm thức là bao gồm những trải nghiệm về tinh thần. Thông qua đó, bạn sẽ trưởng thành và suy nghĩ chính chắn hơn rất chi là nhiều trong đời sống của mình. Và ngày này với bà tuổi dậu cũng đang gặp ngày có kim khí vượng. Cái điều này ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bạn mệnh. Cho dù bạn đã cố gắng giữ gìn và thay đổi bằng những thói quen tốt, nhưng xem ra vẫn có lúc lơ là và ảnh hưởng tới kết quả chung bạn nên kiên trì hơn chút nữa thì sức khỏe của mình sẽ sớm được cải thiện tốt hơn. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy nhận được bài học xứng đáng từ ai đó, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tiền bạc thuận lợi và hanh thông, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ, tình cảm hài hòa, đáng mong đợi. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc, gặp nhiều chuyện bất ngờ, ngoài dự tính. Tử vi tuổi quý dậu thuộc kim, không có nhiều vấn đề cản trở. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tuốt thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi tuất á cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi tuất trong ngày này đang có được báo hiệu sẽ có cuộc gặp gỡ tình cờ nào đó do tam hội đưa tới cho bạn đó có thể là một người bạn cũ khơi gợi cho bạn nhiều kỷ niệm trong quá khứ vậy thì trong ngày hôm nay là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ chia sẻ với nhau những cảm nhận những tâm tư sau thời gian xa cách bạn và người đó sẽ nhìn thấy nhiều hình ảnh thú vị của chính mình thông qua đối phương nữa. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, dự báo có nhiều điều khiến cho bạn tuổi Tuất cảm thấy khó chịu, đôi khi là bế tắc khi vướng vào tai họa nào đó. Và thực ra, không tránh khỏi được những khó khăn, bạn chỉ cần phải suy nghĩ tích cực hơn với những vấn đề mình gặp phải và rút ra bài học riêng cho mình là sẽ dần vượt qua được cảm xúc khó chịu ngay lúc đó. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng hỗ trợ cho bạn mệnh rất nhiều về phương diện sức khỏe trong những ngày như thế này, nhờ đó mà ai đang ốm bệnh sẽ nhanh chóng hồi phục, cơ thể hấp thụ tốt hơn và trở nên dẻo dai hơn. Về từ vi tuổi Giáp Tuất thuộc họ đừng có mong đợi tình cảm của người không xứng đáng, từ vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, gặp nhiều khó khăn trong công việc, từ vi tuổi mậu Tuất thuộc mộc, lắng nghe ai đó khuyên lúc này là điều cần thiết, từ vi tuổi Canh Tuất thuộc kim nên kiên định với mục tiêu đã đề ra từ trước đó. Tử vi tuổi nhâm tốt thuộc thủy cẩn thận có mâu thuận với đồng nghiệp. Vài đánh giá của bạn tuổi tuốt trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi hợi. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021, xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp được ngày có chính quan hỗ trợ cho nên với bà tuổi hợi trở nên thực sự là nhạy cảm trong ngày hôm nay và bạn có thể cảm nhận được rõ sự thay đổi tâm tư của người khác trước khi họ chưa lên tiếng vậy thì trong ngày hôm nay là cơ hội để cho bạn xích lại gần hơn với những người vốn đã xa cách lạnh lùng với bạn tại sao không mở lời hội tham đối phương một chút bạn tuổi hợi nhé trong cái vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi hợi bạn lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho cái chuyện tình cảm của bạn mệnh thêm phần được hanh thông thuận lợi bạn đã chính chắn hơn trong cách ứng xử không nói những điều hàm hồ thiếu suy nghĩ sợi dây gắn kết của hai người lúc này thêm phần bền chặt hơn và theo khổng minh, ngày 13 tháng 12 âm lịch này là ngày không tốt. Vì vậy, bạn không nên tiến hành những công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay. Nếu như công việc cần thiết bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính tây để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình, tăng thêm vận may cho mình. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa cảm xúc của bạn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ đừng có ngại vất vả khó khăn, tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc nêu cao tinh thần tự học nếu muốn thành công, tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đừng có chê bai người khác khi bạn không hiểu rõ được họ, tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy tình cảm nên để diễn ra một cách tự nhiên. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tỵ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.